Xin chào các khán giả của Crowd Luxury. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Để tiếp nối các video của chúng tôi, thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn các mẫu đồng hồ Nautilus của Patek Philippe. Model 5711-1R001. Có lẽ không cần phải nhắc quá nhiều đến thương hiệu này vì chúng tôi đã có dịp giới thiệu khá chi tiết trong các video trước. Xuyên suốt quá trình hoạt động, Patek Philippe đã tạo ra những bộ sưu tập đồng hồ gây tiếng vang mạnh mẽ và chúng vẫn nằm ở một đẳng cấp cao cho đến ngày nay mà không phải bất kỳ ai cũng có thể sở hữu được. Trong số đó có bộ sưu tập huyền thoại Nautilus, một biểu tượng đồng hồ thể thao sang trọng. Được giới thiệu vào năm 1976, Model 3700 lần đầu tiên ra mắt với ý tưởng thiết kế dựa trên các ô cửa sổ nhỏ của tàu biển. Mặt số đồng hồ đơn giản trên nền xanh blue đến nay đã trở thành biểu tượng cho dòng đồng hồ này. Trải qua hơn 40 năm phát triển, Nautilus đã xuất hiện nhiều phiên bản nâng cấp với nhiều chức năng và chất liệu được đưa vào. Nhưng cơ bản, về thiết kế vẫn không thay đổi quá nhiều. Dòng đồng hồ này vẫn luôn đứng rất vững và phát triển mạnh mẽ qua năm tháng. Cũng là dòng đồng hồ được săn đón nhiều nhất, khi mà chúng ta sẽ hầu như chẳng bao giờ thấy Nautilus được trưng bày tại các showroom. Và dĩ nhiên, khi nhắc đến Nautilus của Patek Philippe thì không thể bỏ qua chiếc 5711-1A, là phiên bản cải tiến của 3700. 5711-1A đã thống lĩnh thị trường trong suốt 10 năm liên tiếp kể từ khi ra mắt. Cho đến cuối tháng 1 năm 2021, hãng tuyên bố ngừng sản xuất phiên bản này, gây không ít tiếc nuối với giới mộ điệu. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc Nautilus 5711 phiên bản vàng hồng. So với vẻ bề ngoài trẻ trung của phiên bản thép, thì 5711 vàng hồng lại mang nét thanh lịch, trầm ấm hơn. Viên bezel cũng được cà mờ để làm nổi bật lên các góc cạnh của bộ vỏ một cách rõ nét. Hai bên hồng sở hữu hai bộ phận tai. Chúng gợi nhớ tới bản lề của những cửa sổ trên mạn tàu. Chiếc đồng hồ có kích thước 40mm và độ dày chỉ 8,3mm, rất ôm tay, khiến cho sản phẩm này không chỉ mang thiết kế thể thao mà lại còn vô cùng thanh lịch. Bên cạnh đó thì mặt số của đồng hồ cũng là một chi tiết rất hấp dẫn. Với thiết kế sunburst có khả năng lợi dụng ánh sáng để tạo ra một bề mặt rất quyến rũ với những góc nhìn khác nhau. Tại phiên bản này, màu nâu chocolate được sử dụng một cách cực kỳ hiệu quả khi nó bổ trợ cho bộ vỏ vàng hồng nguyên khối, tạo nên sự đồng điệu thu hút thị giác. Cọc số và kim chỉ giờ, phút cũng được làm từ vàng và được phủ lên chất phát quang tritium, cho phép quan sát giờ trong bóng tối. Ô lịch ngày quen thuộc với chữ số màu đen trên nền trắng vẫn được bố trí ngay góc 3 giờ. Chịu trách nhiệm vận hành cho chiếc đồng hồ chính là bộ chuyển động Calibre 26330SC với 30 chân kính cùng tần số 28.800 VPH, khả năng chống nước 120m. Khi được lên cót đầy, bộ máy có thể hoạt động trong thời gian xấp xỉ 45 giờ. Trong suốt quá trình phát triển, bộ sưu tập Nautilus ngày càng thành công với rất nhiều mẫu dành cho cả nam và nữ ở nhiều chất liệu khác nhau. Mặc dù các model trong bộ sưu tập này luôn được giới mộ điệu ưu ái, nhưng hãng vẫn không ngừng đổi mới và phát triển. Gần đây nhất là sự xuất hiện của 5711 ở diện mạo mới với mặt màu xanh olive vô cùng độc đáo và vẫn đang là mẫu đồng hồ được khao khát nhất đối với các nhà sưu tầm. Crowd Luxury rất hân hạnh khi có thể mang tác phẩm 5711-1R001 đến với các khán giả. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.